Anh Hải chuẩn bị lên cái cây sạp này các bạn. Cây sạp này nó nằm cặp với cái quán bún của bà chị nha. Nhánh ăn ra tới ngoài này luôn, nằm ngang lộ luôn. Đây nè, đây lộ các bạn. Quán cóc nằm dài đây luôn các bạn. Quán chị bán bún rồi, bún nước mía rồi nè. Giờ anh Hải lên các bạn. Mé dài lên rồi cắt góc bỏ luôn các bạn. Ra tàn lớn lắm nha bạn, quá trời tàn luôn. Cây nó không to mấy mà ra tàn. Cái gì? Sâu hả? Dữ vậy trời. Sâu đâu mà ngào con dữ vậy? Nghe nói ốc nổi rồi. Chứ đó nó ngứa bà cố. Được rồi, không lấy xe đâu. Rồi rồi. Cho lộn cái luôn. Quá hay. Xe nghe. Rồi, thấy. Lọt ra luôn, nhào ra luôn đó. Phan, xe nghe. Rồi, qua đi. Còn chiếc nữa đây, qua cho qua luôn đi. Rồi, uống đi. Xe nghe. Rồi. Bye.
Khoan khoan xe kia. Rồi rồi rồi. Rồi rồi qua đi qua đi. Quá trời xe luôn. Vậy cưa để đâu? Dây sạc để đâu? Thật ơi, sạch coi, nãy có để bên đây không? Có chưa? Thank you.
Mới chạy xe các bạn, có xe lớn luôn. Anh dắt lóng dài xuống luôn các bạn. Bên đây nè, bên đây nha. Giờ anh phân lóng xuống luôn nha bạn, xong lóng xuống là anh đầu cắt củi luôn, này ta cắt bỏ luôn nha. Ngoài kia mà đứng xe quá trời xe nha bạn. Quá trời nắng nha mà. Cái này nắng nắng cực kỳ mà mưa mưa cũng cực kỳ luôn nha. Bây giờ cắt cái nắng này cắt không nổi nha mà. Chưa được 10 giờ mà nắng hực hực nha. Ủa, chưa được 11 giờ chứ. 10 rưỡi mà nắng quá trời nắng. Ghét qua luôn được không? Xuống được không? Quá trời xe luôn. Giờ anh bấm ngang cái lóng này luôn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xuống các khúc luôn được rồi. Xuống cái này nè, bấm ngang khúc. Trong đó là cây rùa riêng nha các bạn. Ngoài này cây sạp nha, còn trong đó cây rùa. Xuống luôn các bạn, xuống nữa anh bấm cái góc luôn nha. Cho nhậu không biết. Cho. Bấm xuống từ từ. Đứng này bấm luôn ha. Oh.
không dây điện rồi. Chơi cộng dây điện chà bá luôn. Hết trơn luôn. Rồi mà nhai trống luôn kìa. Yeah.